Chào các em học sinh. Hôm nay thầy Hùng sẽ hướng dẫn các em đăng nhập tài khoản OLM do nhà trường cấp để các em làm bài kiểm tra học kỳ 2 trực tuyến trên website olm.vn. Đầu tiên các em sẽ mở điện thoại và các em vào trình duyệt web. Ở trên điện thoại của em đã có cài sẵn trình duyệt web. Chúng ta có thể mở trình duyệt web Google Chrome ở trên điện thoại và tích vào Google Chrome. Trong phần tìm kiếm ở trên thanh công cụ, chúng ta nhập địa chỉ web, chúng ta gõ chữ olm.vn. Đến website olm.vn. Các em sẽ dùng tên đăng nhập và mật khẩu được nhà trường cấp để chúng ta đăng nhập vào tài khoản của mình. Các em lưu ý là chúng ta nhập tên đăng nhập là những chữ cái in thường. Các em nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu của mình. Sau khi nhập xong tên đăng nhập và mật khẩu, các bạn chọn vào đăng nhập. Như vậy đây chúng ta đã vào được tài khoản của mình. Các bạn có thể kiểm tra. Các bạn sẽ vào danh mục. Các em di chuyển xuống để chúng ta kiểm tra tài khoản của mình. Để tránh tài khoản đăng nhập bị lộ mật khẩu, các em có thể đổi cái mật khẩu của mình. Muốn đổi mật khẩu, các em sẽ vào thông tin tài khoản. Các em có thể vào chỗ đổi mật khẩu để chúng ta đổi mật khẩu nếu muốn. Các em nhập mật khẩu hiện tại. Và chúng ta nhập mật khẩu mới. Các em lưu ý là cái tên đăng nhập của em thì không thay đổi được. Nhưng mật khẩu thì em có thể thay đổi. Nên các bạn sẽ nhập mật khẩu mới. Nếu thay đổi yêu cầu mật khẩu phải có nhiều hơn 6 ký tự. Gõ lại đúng mật khẩu. Nếu thay đổi. Cập nhật. Như vậy là chúng ta đã đổi xong mật khẩu của mình. Các em lưu ý là cái tên đăng nhập mật khẩu các em phải ghi ra giấy để chúng ta lưu lại. Chúng ta còn làm bài thi ở các lần sau. Bây giờ khi đến thời gian chuẩn bị dự thi, các thầy cô giáo sẽ nhắc em vào để thi thì các em sẽ ở chỗ danh mục, các em sẽ chọn vào danh mục này và di chuyển xuống chỗ họ và tên của mình ấy, các em sẽ tích vào. Chúng tiếp tục di chuyển xuống. Ở đây trên màn hình thì các em sẽ vào lớp của tôi. Lớp của tôi. Đó. Các em di chuyển xuống. Khi vào thi đến thi môn thi nào thì các em sẽ chọn vào môn thi đó. Chúng ta vào để chúng ta làm bài thi học kỳ. Ở đây các em lưu ý khi chúng ta vào
mở đề thi, đã đến giờ làm bài, chúng ta phải làm bài. Trong quá trình làm bài, các em sẽ đọc kỹ câu hỏi và các phương án trả lời. Chúng ta suy nghĩ để chọn lấy một câu trả lời đúng. Chúng ta chuyển xuống câu tiếp theo. Nếu như chúng ta suy nghĩ mà chúng ta chưa có câu trả lời, các bạn có thể chuyển xuống câu tiếp để chúng ta làm. Những câu mà chúng ta khó khăn cần nhiều thời gian, chúng ta để lại quay lại làm sau. Các em chú ý. Thì khi câu nào chúng ta trả lời thì đáp án đó sẽ hiện lên màu xanh, còn không thì nó hiện màu đen. Trong suốt quá trình làm bài, chúng ta không được rời khỏi màn hình dự thi OLM. Nếu như chúng ta rời khỏi màn hình dự thi, xong chúng ta quay trở lại màn hình dự thi, quay trở lại, thì chúng ta sẽ nhận được cảnh báo là chúng ta đã thoát khỏi màn hình OLM. Có nghĩa là chúng ta đã, các em đã vi phạm quy chế thi và sẽ được cảnh báo nhắc nhở, và thầy cô giáo coi thi sẽ lưu ý thống kê những cái lỗi này của các em. Nên chúng ta chú ý không thoát ra khỏi màn hình dự thi. Dấu hiệu gian lận một lần như vậy. Khi hết giờ làm bài, nếu chúng ta không thu nộp bài thì hệ thống vẫn thu nộp bài của chúng ta. Khi nào làm bài xong, chúng ta kiểm tra tất cả các đáp án đã lựa chọn và chúng ta thấy các đáp án đã trả lời hết, chúng ta có thể ấn nút nộp bài. Như vậy thông báo là chúng ta chưa trả lời hết các câu hỏi thì chưa nộp bài được. Như vậy là chúng ta bắt buộc chúng ta phải trả lời đủ các câu hỏi, không được bỏ sót câu nào. Đề có bao nhiêu câu, các em phải trả lời đủ. Những câu khó cuối cùng chúng ta không được bỏ, mà chúng ta bắt buộc phải có sự lựa chọn câu trả lời. Nộp bài. Sau khi nộp bài xong thì màn hình chúng ta trở ra cái giao diện như thế này, em di chuyển đây. Khi nộp bài xong thì chúng ta sẽ biết được chúng ta làm đúng bao nhiêu câu và dự kiến được mấy điểm. Trong một buổi thi, các em thi nhiều môn thì hết môn thi thứ nhất, chúng ta trở ra để thi môn thứ hai vẫn ở trên OLM thì các em sẽ tiếp tục vào danh mục vào danh mục, chúng ta tích vào chỗ họ tên học sinh của mình và di chuyển xuống tiếp tục vào lớp của tôi, lớp của tôi. Môn thi thứ nhất các em đã thi. Vậy chúng ta vào môn thi tiếp theo, môn thứ hai. Khi vào thi, nếu như môn thi chưa đến giờ làm bài thì đề thi chưa mở, hệ thống chưa mở, tức là các em chưa thể vào xem đề thi và làm bài được. Thì em cứ để màn hình như vậy và đợi đến giờ làm bài. Và chúng ta chú ý cái môn thi nào thì các thầy cô coi thi sẽ nhắc, ví dụ môn địa, hay môn vật lý, hay môn sinh học, môn hóa học vân vân thì đều có tên môn và các thầy cô sẽ nhắc các bạn. Và nhắc là còn mấy phút nữa thì đề thi mở để các em biết được. Để nếu như các em vào nhầm môn thi nhé, thì chúng ta có thể trở ra để chúng ta ra tìm đến đúng môn thi của mình, lại vào đây họ tên học sinh của mình đến lớp của tôi. Đó. Chúng ta vào đúng môn thi. Đó. Nếu như vào nhầm môn
thì chúng ta trả bạn vậy. Và cách làm bài của môn thi thứ hai, thứ ba trong buổi thi cũng giống như với cách làm bài của môn thi đầu tiên. Trên đây là những nội dung hướng dẫn ngắn gọn cơ bản để giúp các em biết cách chúng ta làm đăng nhập và làm bài thi kiểm tra học kỳ 2 trên website olm.vn. Chúc các em ôn tập và làm bài thi đạt kết quả cao. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.